luôn, kiểu như là mình thích ơi thích luôn á. Trong xong rồi tự dưng cái cởi quần ra mình mặc một cái quần lót gì mà có hình Superman, rồi có hình trái chuối nhỏ nhỏ, rồi có hình chuột Hey BD, chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh vlog của mình. Và cho những ai lần đầu xem vlog của mình thì kênh của mình là Aaron Sam và mình là Aaron. Thì hôm nay mình sẽ trở lại với các bạn trong một cái chủ đề 18 cộng tiếp tục. Thật ra mình là người có một cái nguồn cảm hứng bất tận đối với những chủ đề 18 cộng á. Nên nếu như bạn là người có sở thích để xem những chủ đề 18 cộng, đặc biệt yêu thích những cái chủ đề 18 cộng trên vlog của mình, thì hãy nhấn nút theo dõi và subscribe kênh của mình nhìn liền nha. Thì nút theo dõi và subscribe kênh của mình thì mình sẽ để cái biểu tượng đó ở đây thì để cho các bạn dễ dễ xem á. Và ok, không để các bạn để lâu nữa, mình cùng bắt đầu vào chủ đề thôi. Và chủ đề ngày hôm nay đó chính là hai quả chuối ngon nhất mà mình từng ăn. Thì nghe tên chủ đề thôi là các bạn cũng đã thấy được là cái sự hấp dẫn của nó rồi, đúng không? Thì ok, mình cùng bắt đầu vào chủ đề ngay lập tức thôi. Thì trong cái dịp về Việt Nam gần đây á, thì mình có mình nhớ không lầm là tháng 3, cuối tháng 2 hoặc là tháng 3 gì đó, mình không nhớ chính xác. Thì mình về Việt Nam vào cái dịp gần đây nhất á, thì mình có lên Zalo. Thật ra lúc đó ở nhà quá là buồn luôn, kiểu như là lúc đó đang dịch ở Việt Nam nữa, đang đang có kiểu như là đang cũng hạn chế đi lại này kia kia nọ. Thì mình về chơi xong rồi cái kiểu như ở nhà buồn quá, mọi người thì cũng hạn chế ra đường, nên mình mới lên Zalo, mình tìm xung quanh trên Zalo nha. Thì bắt gặp một cái bạn đó, cái bạn đó hình như là mới có 23 tuổi thôi, và nói chung là dễ thương lắm. Mình nhìn mình cứ nghĩ đó bạn đó là straight, là trai thẳng đó, nhưng mà sau khi mà nói chuyện xong kết bạn thì bạn đó accept, xong rồi mình nói chuyện xong thì mình biết bạn đó là gay. Sau khi nói chuyện này kia kia nọ thì thấy bạn đó dễ thương quá, mình cũng tỏ te tí te kiểu như cũng cô cảm này kia kia nọ, xong rồi bạn này cũng thả thính mình lại, xong rồi hai bên thả thính qua thả thính lại. Thì cho đến chiều ngày hôm sau thì bạn đó đi làm về thì bạn đó mới nhắn tin mình hỏi là mình muốn đi trà sữa hôn. Cái mình mới nói là tại vì mình sợ mập này kia kia nọ nên thôi bây giờ chắc không đi uống trà ở đâu. Cái thói quen nó lại hỏi bạn nó mới rủ lại nhà bạn nó chơi, thì ok mình cũng lại nhà bạn nó chơi luôn, là mình biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi. Thật ra nhìn trong hình là mình thấy dễ thương rồi, nhưng mà kiểu như là mình cũng sợ là ảo hay cái gì đó, nên mình cũng chưa chưa dám là mở lời rủ phân hoặc là rủ chịch rủ này cái nọ. Cho đến khi mà mình lại phòng của bạn đó thì oh my god, sao trong khi mà bạn đó vừa mở cửa ra mình cảm giác bất ngờ luôn, tại bạn này rất là đẹp trai luôn, kiểu như vừa đẹp trai này nha, tướng khá cao khoảng 1m75 á, tướng người ốm giống như kiểu mấy thằng Trung Quốc á, mấy bạn biết là trai đẹp Trung Quốc không, là kiểu như ốm ốm mình dây rồi chân dài thòn rồi, nói chung là hoàn hảo luôn. Xong rồi một cái mặt cực kỳ dễ thương luôn, mặt xinh ơi xinh luôn, lại còn có hai đó lớn đồng tiền, nói chung là không chơi đâu được, đẹp trai cực kỳ luôn á. Là bắt đầu thích rồi nha, trong người là bắt đầu nóng rang trong người rồi, là bắt đầu kiểu như là cảm xúc dâng tràn rồi. Xong rồi lên phòng mẹ nó ngồi được một chút, nó qua nó lại cái nọ, xong rồi chịu hết nổi rồi, cái mình giả bộ mình rồi tay rồi chân rồi, xong rồi cái sờ mặt, xong rồi cái mới bắt đầu hai người mới nút lưỡi nhau rồi mới mới hôn nhau. Trời ơi, đúng thì các bạn này ngon từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới luôn, nút lưỡi là trời ơi, cái lưỡi ngọt ngọt chưa từng thấy luôn, đã vậy nha rồi còn sạch sẽ thơm tho nữa, nói chung là không chơi vào đâu được hết. À mình quên chia sẻ là bữa đó bạn nó mặc một cái quần quần Adidas, mà giảng như mình sẽ để cái quần Adidas ở đây đó, thì bạn nó mặc cái quần đó xong rồi một cái áo thun trắng to nữa, nói chung là trời, nói chung là không có gì chơi được hết á, thích từ đầu tới cuối luôn, thích từ ở trong ra ngoài luôn, từ trong trong trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Sau khi mà nút lưỡi xong á thì chuyện gì đến sẽ đó, thì sau khi mà cởi đồ thì oh my god, một cái chuyện tiếp theo nữa đó chính là bạn này mặc cái quần quần lót quần quần xịp tam giác đó, kiểu như là mình rất là thích những bạn mà mặc quần lót quần xịp tam giác mà dạng brief á, dạng dạng tam giác á, chứ không phải là cái quần dạng boxer nha. Thì thật ra mình nó thì có cả hai dạng luôn, nhưng mà mình thích đó là thích dạng tam giác hơn. Mình cũng rất là thích những bạn mà mặc quần tam giác khi mình đem chỉnh cho mình, nên các bạn này mặc quần tam giác màu trắng, nói chung là trời ơi sao mà đúng gu mình dữ vậy trời, giống như là trời thương mình hay sao cho mang đến cho mình một cái món quà đó không chần chờ gì nữa. Thấy quần tam giác đó là mặc vô liền, kiểu như là không còn biết trời trăng mây giới hết. Lúc đó là mọi thứ thế giới như ngừng quay để mà mình cảm nhận được cái sự sung sướng đó. Sau khi mà cởi xuống á thì một trái chuối nói chung là cũng không quá to, cũng vừa miệng. Thật ra đối với mình đó, một trái chuối ngon không phải là một cái chuối to hoặc là cái chuối nhỏ hay là cái gì hết, đó là một cái chuối sạch sẽ thơm tho, với lại nó có đúng theo gu mình thích, là bạn này kiểu như là cũng không có cạo lông này kia. Mình thì thích những cái chuối mà đi đi đôi với lại những cái tóc giống như kiểu mình cảm giác là giống như đầu búp bê baby vậy á, thì nó dễ thương hơn. Chứ thật ra mình không thích là cái gì đó trụi lũi, tại vì mình cảm giác là cái gì đó trụi lũi giống như hàng cũng nít vậy, nên mình không có thích đụng chạm hoặc là không thích. Nói chung là đụng chạm thì được, cũng có cảm xúc đó, nhưng mà nó không có dâng trào tới đỉnh điểm thôi. Nhưng mà bạn này thì lại có một cái, nói chung là có một cái chuối hoàn hảo từ trong ra ngoài luôn, nên trời kiểu như là bữa đó ăn xong là kiểu như là
ăn 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 tới cái mức mà y như là bỏ đói 80 ngày, bỏ không 80 ngày cũng không đúng, bỏ đói chắc 10 năm mà sao mà được ăn lại, mà được ăn lại món sơn hào hải vị luôn á. Cảm xúc của nó là tuyệt vời luôn. Nói chung là về Việt Nam đợt đợt vừa rồi là gọi là sao ta, là một cái gì đó là rất là xứng đáng, là một cái gì đó rất là tuyệt vời đó. Thì đó là câu chuyện đầu tiên nha. Và câu chuyện tiếp theo nữa chính là mình chụp một cái anh đó ở Sydney này, mình gặp kiểu như là chat trên Grindr thì có hẹn nhau để đi chụp. Sau khi mà chụp xong thì mình không tưởng tượng được anh đó ở ngoài đẹp trai vậy, mình chỉ nghĩ là lúc đó đang vả quá rồi, kiểu như là có người để chụp thôi là cũng ok rồi. Xong rồi trời, gặp ở ngoài xong anh này vừa sáu múi vừa đẹp trai nữa, da dẻ trắng trẻo mịn màng. Không, thật ra mình cũng không refer, mình cũng không thích là da dẻ trắng trẻo mịn màng đâu. Anh này chỉ là mình nói nhanh miệng thì mình nói là trắng trẻo mịn màng vậy thôi, chứ thật ra anh này là da hơi ngăm ngăm và da dạng da bánh mật á, nhưng mà rất là mịn, kiểu như là thơm ngon. Trời ơi, nói chung là rờ từ lưng xuống đùi, từ này từ trong ra ngoài, nói chung là rất là ngon lành luôn. Xong rồi tới lúc mà tụt quần xuống đưa chuối vô miệng á, kiểu như là perfect luôn, kiểu như là trời ơi, đây là chốn thần tiên, chốn bồng lai tiên cảnh gì đó, chứ không còn là trái đất nữa. Nói chung là để mình diễn tả sơ sơ bữa đó anh đó làm sao nha. Lúc mà anh đó mở cửa ra, tại vì anh ở flat á, ở flat là giống như chung cư vậy, bên này nó không phải là kiểu chung cư Việt Nam có thang máy này kia kia nọ đâu, mà chung cư bên này nó chỉ có 3-4 tầng thôi. Thì anh này ở tầng 2, thì sau khi mình lên mình gõ cửa, thì anh này mở cửa ra mình cũng bất ngờ, tại vì anh này mặc cái quần quần thể thao, dạng quần thể thao của Nike. Thì mình sẽ để cái quần dạng như vậy ở đây để cho các bạn dễ hình dung. Thì anh không có mặc áo, ảnh sáu múi nữa, ảnh không có mặc áo, bữa đó anh chỉ mặc cái quần vậy thôi. Ảnh thì khoảng hơn 30 một chút rồi, ảnh lớn mình vài tuổi, thì ảnh mặc cái quần đó không mặc áo nha. Gương mặt đẹp trai thanh tú đàn ông, kiểu như là trời ơi, xuất sắc luôn. Tại vì theo mình biết hiện tại thì ngày xưa ảnh đã có vợ rồi, ảnh có vợ rồi nên bây giờ ảnh đàn ông lắm luôn. Xong rồi vô, vừa mới vô ảnh kiểu như là ảnh cũng đứng quá, mình cũng đứng quá rồi, đúng gu mình hết rồi. Hoặc là bữa đó chắc ảnh cũng đang bảo quá hay sao nên mình được vô được cái menu của ảnh để anh ăn trong buổi tối hôm đó. Lo nhau lên giường xong á, chuyện gì tới cũng đến, mình tụt quần ảnh ra thì ảnh đúng kiểu luôn là mặc cái quần lót, quần xịp hình tam giác á, như mình đã chia sẻ clip, mình đã chia sẻ câu chuyện trước á, thì ảnh mặc cái quần xịp tam giác màu đen của CK. Trời ơi, đúng đúng là kiểu gu mình thích rồi, thì còn chờ gì nữa mà không đưa cái chuối vô miệng liền, đúng không? Thì sau khi mình đưa cái chuối vô miệng á thì kiểu như là cũng quên trời quên trăng luôn, quên trời đất và là gì luôn á. Ăn trong khoảng 15 phút thì mình hai người out rồi, bắt đầu mình say goodbye mình đi về. Đó là một cái trái chuối mà ngon nhất mình từng ăn ở Sydney. Cũng có thể là do bữa đó là mình, thứ nhất là mình vả quá, thứ hai nữa là ảnh cũng đúng gu mình á. Chứ thật ra mình cũng chụp nhiều trai đẹp ở Sydney rồi, thật ra mình cũng đi sauna này kia kia nọ thì mình cũng có chơi trai đẹp rồi, nhưng mà không hiểu tại sao bữa đó ăn chuối của ảnh ngon vậy luôn á. Nên ok, thì đó là một cái chuối ngon nhất mà mình, một trong những cái chuối ngon nhất mình từng ăn. Tại vì ngày xưa thật ra nha, mình cũng có chịch, mình cũng phải có chịch rồi phân với lại nhiều trai đẹp này cái nọ, nhưng mà mình cảm giác là nó không có đúng. Ví dụ như có cái này thì không có cái kia, có cái kia thì không có cái nọ. Giống như có những người nhìn bề ngoài rất là thích luôn, kiểu như là mình thích ơi thích luôn á, trong xong rồi tự dưng cái cởi quần ra mình mặc một cái quần lót gì mà có hình Superman, rồi có hình trái chuối nhỏ nhỏ nhỏ, rồi có hình chuột Mickey. Thật ra mình cũng không hiểu tại sao lại chọn cái quần lót vậy, nhưng mà mình hơi bị tụt hứng, mình hơi bị cục hứng, mình bị tắc 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 nứng, kiểu như là tắc hơi 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 tắc tắc một chút nứng rồi đó. Kiểu như mình có 5 phần nứng thì mình sẽ tắc một phần để còn 4 phần nứng để chịch thôi đó. Xong rồi có những bạn thì ở ngoài không đẹp, ở trong thì cũng ok, cũng sạch sẽ, nhưng mà bề ngoài thì không đúng của mình lắm. Đó là những chia sẻ của mình, giống như kiểu đó, người ta có người thì thích là sẽ gặp nhau khi phân đó là phải chịch nhau, là phải tọt vô, phải phải gọi là đâm qua đâm lại đó. Còn mình thì mình thích cái kiểu như là chỉ bước qua bước lại, kiểu như là sao chính cái kia cái nọ cho nó vui thôi. Đó là cái sở thích của mình. Và ok, đó là tất cả cho vlog ngày hôm nay. Nếu như các bạn có những cái chủ đề mà các bạn muốn mình chia sẻ, các bạn có thể chia sẻ phần bình luận cho mình biết nha. Chào tạm biệt tất cả các bạn. À, và nhớ nha, đừng bao giờ quên subscribe kênh của mình nha. Đặc biệt nữa là các bạn có thể theo dõi Facebook cá nhân của mình, các bạn có thể bấm theo dõi các bạn cái Facebook cá nhân của mình. Thì chào tạm biệt tất cả các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết vlog này. See ya.